Rồi chào mừng anh em ha, chào mừng tất cả các anh em trở lại kênh của mình, cửa hàng Thành TV. Yeah. Rồi trời hôm nay nắng đẹp nha anh em. Đó. Nên mình có hai cây nữa nha. Cây đó thì trời lực mà chưa có gì xin còn vô kìa. Hai cây này thì sạch rồi. Hai cây này 61, cây này 60, nó cũng xem xem như nhau thôi, đứa từ hai thương hiệu đình đám anh em. Đó. Kirit và Kawasaki, đó là nói về động cơ ha. Còn đây cũng để chân ma rồi anh em, hoặc Maruti chân ma thì cái đó thì tùy thôi anh em. Chứ động cơ gốc của nó là cái này Kirit nè, Echo Kirit á. Bây giờ Shiroa nó cũng nhập chung luôn, ha. Cũng nhập chung mọi về một công ty rồi. Nhưng cái thương hiệu Kirit này vẫn còn ha, nó vẫn còn máy Kirit nha, vẫn có máy Shiroa. Thôi nói gì nhiều anh em cũng có. Khó ha, nhưng mà nó thực sự ra là cái động cái hãng Kirit này nè với Echo với Shirawa hiện giờ là một rồi đó, hàng hệ rồi. Nhập vô trong còn cái thằng Kawasaki này vẫn còn nằm riêng, thằng Maruti Yamaha vẫn nằm riêng, rồi Yamaha vẫn nằm riêng, nhưng các hãng khác mua động cơ Kawasaki về ha. Hay là hợp tác gì đó mình cũng không biết đó, nhưng mà nó lại nó dán Maruti vô ha, hoặc là dán hẳn cái tên Yamaha vô, nhưng động cơ gốc của nó vẫn là Kawasaki ha, hàng hệ đó. Rồi đầu tiên vô video thì mình cảm ơn anh em ha, đã ủng hộ kênh của mình thời gian vừa qua, rồi cảm ơn tất cả các anh em cũng luôn luôn đồng hành với mình, đóng góp ý kiến rồi cho mình thêm những cái thông tin bổ ích để mình cải thiện cái máng nè, rồi thôi nói chung là tất cả về kỹ thuật về máy. Mặc dù máy nói gì chứ mua máy Nhật mình nói là một chuyện anh em, nhưng kiếm được máy đẹp là một chuyện anh em, rồi kiếm được một cái máy hoàn chỉnh chỉnh chu như thế này cũng là một chuyện khác ha. Nó chưa không bể dở, chỉ có cày xước thôi ha, đồ đạc nó còn riêng nguyên bản rồi cái nọ là nó khó chứ không phải dễ anh em. Cho nên là mình đối với mình thì mình quý ha. Có nhiều anh em comment nói là đồ vẽ chai đồ nghĩa địa rồi cái nọ, nhưng mà đối với mình thì cực kỳ mình rất là quý, tại làm được cầm được mình tháo rồi cái máy ra, hoặc là vệ sinh cái máy, hoặc là làm đụng tới cái máy giật nổ cái máy rồi test máy rồi kia nọ, rồi mình thấy mình quý đó nó trong gì chứ, tại thấy nó đồ đạc từ con ốc nó chỉnh chu hết, cho nên là nó hoàn chỉnh hoàn hảo, cho nên mình rất là khoái ha. Đó là ý kiến riêng của mình thôi, còn anh em thì tùy ha. Thôi giờ mình nói chơi một chút xíu. Rồi đầu tiên vô video mình xin chúc anh em ha luôn luôn trẻ khỏe và đẹp nha, quan trọng là chỗ đẹp đẹp đó đó. Rồi bây giờ vô cây nào test máy cái đó luôn, giới thiệu chi tiết luôn ha. Nổ cây như là tính cây đấy luôn cho nó khỏe nhanh gọn lẹ ha. Đầu tiên cây này đi, nó tên là 5/12 ha, ngày 5/12 mình bán 4 triệu nha, nặng 12 kg, thùng 26 lít, đến từ thương hiệu Kirit rồi ha, 61cc này anh em coi ha, nó 61 thì nó cũng cái này nó cũng có đủ hết đó ha, nó số seri rồi có ha. Nè anh em coi máy nè, mình sang con nè, y như cái khu thùng luôn ha, sắn cho không có miếng gỉ xét luôn, móc nhất để hết ha. Nè còn cái ốc máy nè, bugi 7 ha, em bé ha, có khi 7 vậy, bugi 7 thì nó thường thường nó là nó là 7 em bé ha, anh em coi ha, cầm giật nè, đó 7 màu ha. Nè ống lót còn ha, bô thì cũng còn tương đối thôi nha, chứ còn đã chấm sơn đen đen hơi hơi xét, nhưng mà nó cũng còn đẹp ha. Nè tay nhựa nè ha, tay lưng da nhưng cánh quạt nhựa luôn ha, riêng nguyên bản hết nha nè, cái nệm lưng cực kỳ xịn sò đẹp ha. Đồ nghĩa địa mà nó còn được cái gì đây là anh em biết rồi, nó mình kiếm nó khó chứ không có dễ đâu nè, chứ có nhiều cây nó xấu hơn rất là nhiều, nhưng mà mình phải lựa phải chỉnh chu hết cây nào hoàn đẹp lắm mình mới giới thiệu với anh em ha. Mặc dù giá thị trị nó không có bao nhiêu, nhưng cái giá thành nó không cao thôi nè, mình bán thì giá này thì không cao, nhưng cực kỳ là nó đẹp ha. Nè anh em coi cái cốp này ha, này chứ có một gãy một lam nào cũng chỉnh chu tới quốc hoàn chỉnh, gần như hoàn chỉnh luôn ha, chỉ có chạy xước thôi ha, cái màu cốp là anh em nhìn thấy nó đồng màu luôn
nè, chưa có một con ốc nào xét, chỗ nào xét hết đó. Rất là chỉnh chu cái máy này. Rồi giờ giá bán 4 triệu ha, cây này 4 triệu nha. Nãy giờ mình test máy thì bơm xăng ha, kéo lên là đóng ha, kéo xuống là mở ha, kéo lên giật nổ mở lại ra ha, nổ rồi thì khỏi cái le đóng le gì hết á ha, chỉ cần giật là nổ à. Điên nguyên bản nha, cho nên nó mới là cứ nổ căng đến mức gì nó binh bon bon nha, tiếng nổ không có bon bon nha. Xuống hết gà tắt nha, xuống hết gà tắt rồi, bây giờ nổ rồi thì chỉ cần lên ra thôi ha, lên ra thì khỏi cần đóng đe mở le gì hết á, khỏi bơm xăng gì hết á. Rồi xuống hết ga tắt nha, nó không có công tắc nha. Đó, chỉ cần lên ga tí rồi lúc này anh em là giật là nó nổ ha, không cần phải lên ga. Rồi xong chỉnh chu máy móc rồi ha anh em, coi hết rồi phải không? Tới cái van liệu này nè ha. Cái van liệu này nè, rồi cái máng trượt này kia nọ ha, mình đã làm chỉnh chu hết cho anh em hết rồi. Xạ 15kg trở lên chuyện bình thường, nói chung là từ cỡ có chỗ anh em xạ 30kg luôn, không biết mấy anh ở ngoài Bình Thuận á, xạ cũng khá là dày đó. 30 thì rất là dày nhưng mà anh em vẫn xạ. Còn mình trong Nam thì mình khúc trong vùng mình á, miền Tây thì xạ ít hơn, cho nên cái máy này chạy được 30kg vẫn chạy được bình thường nha anh em, tài nó được bình thường, nhưng mà giống dài quá thì mình bỏ tay ha, gãy tay gãy không được, nó lấy gì đâu máy gãy đó. Rồi bây giờ nhìn kỹ là cái nữa ha, còn cái này nó vẫn cái IC máy rồi kia nè ha, là do anh em mình làm hết nha, nên cải tạo lại hết ha, nó sẽ gây trục trặc của cái lỗi về IC rồi kia nọ ha, là do mình làm, nhưng mà mình sau thời gian mình đã làm thì bây giờ thì nói chung là mình máy này mình sẽ bảo hành bao cho anh em xài luôn ha, dài lúa mộng gì đó, bao hết bảo hành luôn ha, máy đẹp tuyệt vời ha. Nè, mấy gòn này gòn nữa nên tóc máy rồi anh em nhìn thấy ha, chỉnh chu cái này chưa xét luôn, tay le chưa xét rồi anh em biết là cỡ nào ha. Rồi nhìn tổng thể là cái này ha, đó cái này mình bán 4 triệu nha. Rồi và cái bên này ha, cái bên này thì đến từ thương hiệu Kawasaki ha, cái chữ Magu Yanma mà chữ Nhật nè anh em. Đó. Còn cái này thì Yanma, cái này máy này ha, máy này thì động cơ này 60cc ha, bình xăng nè anh em, tay len chưa xét luôn ha, đó. Còn đẹp dịp trời, bọc cái lóc máy này. Nè, con này là IC tổ hợp nha anh em, cây này nè là IC tổ hợp, thông thường áo này áo liền ha, không phải áo gời ha, ốc nè anh em, coi cái máy này giá 3.8 triệu thì cây này không mắc miếng nào, không mắc miếng nào anh em, tại vì nó IC tổ hợp siêu nhạy nổ á, người ta thường nói là siêu đến lửa nè anh em, coi cộng gì rồi ha, nè ống lót có luôn ha, nhưng mà cây này thì tai sắt cắm quạt hợp kim nhôm, cho nên anh em nào mà làm thuê làm mướn đó ha, giá được thành đầu tư nói chung là xài lấy cây này xài thì cũng như máy Nhật mà, cũng như cây máy tay nhựa thôi, nhưng mà nó hơi nặng hơn tí thôi, nhưng mà lại an toàn hơn, có lỡ đổ ngã rồi đó ha, thì không sao ha, mấy cái này thì không sợ, vì quả ghim mềm lưng ghim luôn ha, ốc vít chưa có xét con nào hết, cây này thì còn rất là đẹp đó, áo nè rất là mạnh dạn ha. Rồi anh em chạy thì bơm xăng ha, nó bơm xăng thấy xăng chảy qua cũng lớn, kéo lê lên ha, lên gà tí, kéo lê lên là đóng ha, rồi kéo xuống là mở ha, giật nổ rồi mở kéo nó xuống. We'll be right back.
giờ thì khỏi đóng le mở le, khỏi con xăng gì hết. Giật nổ rồi. Nhìn tổng thể cái này là cái này mình bán 3.8 triệu nha, rất rẻ. Áo liền IC tổ hợp siêu nhẹ nổ, máy còn rất là đẹp, ốc vít liền là đó. Lần nữa chào tạm biệt anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở video sau. Lần nữa cảm ơn anh em nha, bye bye.